có rất nhiều tiền thì mình sẽ mua xe luxury sang trọng như Lexus này chẳng hạn. Có nhiều tiền thì mình sẽ mua xe Đức, xe sang Đức, xe sang Nhật. Nhưng có vừa vừa tiền một ít thôi thì mình có thể mua xe Nhật hay là mua xe Hàn nhỉ? Xe Hàn này, xe Nhật này, xe Nhật hay là xe Hàn. Và hôm nay thì mình rất muốn trao đổi với một nhân vật cũng đã rất là quen thuộc rồi, một cặp đôi trời sinh đến từ Hàn và Nhật, đấy là Kia Cerato và Mazda 3. Và chắc chắn rồi sẽ có anh Kiên Civic cùng tham dự với chương trình ngày hôm nay. Đây là hai cái sản phẩm cùng của Thaco bán tại Việt Nam. Cặp này phải nói là cặp trời sinh luôn. Giá tương đương nhau này, rồi về thiết kế này, rồi vân vân. Và hai cái sản phẩm này nó cũng đủ tuổi để chúng ta có thể nhìn lại được rồi, 3-4 năm gì đó. Đấy. Thì mình rất muốn hỏi cái câu hỏi đầu tiên với cả Kiên, đấy chính là khi mà mua cái này thì cái quan điểm của khách hàng như thế nào khi mà lựa chọn Kia Cerato hay là Mazda 3, những cái sản phẩm rất đặc trưng của Hàn và Nhật. Vâng, xin chào quý vị và khán giả đang theo dõi kênh Auto Daily. Rất vui là hôm nay lại được làm cùng anh một cái clip để so sánh hai chiếc xe Nhật và Hàn và cùng trong phân khúc và cùng tầm giá. Thì như cái câu hỏi của anh ấy thì cái việc lựa chọn giữa Mazda 3 hay Cerato thì nó vẫn là một câu hỏi gọi là trường tồn 3 năm nay, từ tính từ lúc ra mắt. Nó có những tệp khách hàng khác nhau, nó có những đối tượng khác nhau. Mazda 3 thì rất được ưa chuộng ở Hà Nội và miền Bắc. Đấy, nó chia theo địa lý anh ạ. Đấy là vị trí địa lý. Đúng rồi, sau 3 năm em cứ mua đi bán lại, mua đi bán lại thì em nhận thấy cái điều đấy. Tức là khi mà người ta mua thì cái nhu cầu ở Hà Nội và khu vực phía Bắc, nhu cầu Mazda 3 nhiều hơn là Cerato. Ngược lại trong Sài Gòn thì người ta lại sử dụng và lựa chọn Cerato, nhất là vùng từ bắt đầu từ miền Trung thất bại thì Cerato đã được chọn là nhiều hơn. Đấy, thì hai chiếc xe này là hai chiếc xe mà gọi là bán doanh số gần như là tốt nhất của hãng C sau 3 năm sử dụng. Thì kể cả cái khi mà mua đi bán lại thì nó cũng là những chiếc xe có tính cạnh tranh cao và dự giá rất là dự giá. Cái Mazda 3 1.6 1.5 thì giá loanh quanh nó là bao nhiêu nhỉ, bản mới á? Bản mới bây giờ là 649 triệu, cứ cho là 650 triệu. Thế còn Cerato nếu mà mới cũng là 1.6. Cerato bản mới nhất bây giờ là 620 triệu. 620 triệu, đúng rồi. Tức là hai cái sản phẩm này bán lệch nhau 30 triệu, đúng rồi. Thì nằm trong cái khoảng là chịu được, ví dụ là ai muốn mua cái nào thì mua thôi. Đúng rồi. Đấy, đúng không? Mỗi chiếc nó lại có một cái ưu điểm hay. Về cái mặt thiết kế về bên ngoài rồi là các cái tính năng bên trong ấy, thì mình thấy là cả hai cái sản phẩm này nam đi cũng được, nữ đi cũng được, đúng rồi ạ. Chính xác, nó thiết kế để cả nam cả nữ đi đều đẹp. Nữ thì thường sẽ thích Mazda 3 hơn. Nữ thích Mazda 3 hơn, mềm mại hơn và nó có một cái gì đấy giống mẹ hơn. Nó có gì đấy giống mẹ, giống xe Đức hơn, đúng không? Xe Đức đấy. Nhưng mà cái lòng nó lại hơi bé hơn cái con. Đúng rồi. Nhưng mà ngồi ở bên trong thì anh sẽ cảm thấy là ngồi Cerato nó sẽ rộng rãi hơn. Rộng rãi hơn. Ngồi Mazda 3. Mazda 3 thì thiên về là xe nhỏ nhắn. Bây giờ thì cái hình ảnh giữa ta hay gọi là cái từ đẳng cấp giữa đi xe Nhật và xe Hàn nó có khác nhau ngày xưa? Đúng rồi, cái câu hỏi này của anh cũng rất là hay. Khi mà mọi người chuẩn bị xuống tiền mua ấy thì bố mẹ thì lại thích mua xe Nhật, nhưng mà các thanh niên thì lại thích đi xe Hàn bởi vì option nó nhiều, rồi cái tính năng công nghệ nó nhiều. Thì cái hình ảnh giữa hai chiếc xe này thì cũng là tùy vào gu của từng người. Những cái người mà người ta vốn mặc định trong đầu là mua xe là phải xe Nhật, người ta sẽ chọn Mazda. Còn những cái bạn trẻ thích phong cách, thích thể thao, thích mới mẻ thì người ta sẽ chọn là xe Hàn và chọn xe Cerato. Thực ra cái câu chuyện là Hàn Quốc, ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc trỗi dậy là cũng một cái vấn đề là cực kỳ thần kỳ luôn. Và cái thành công ở Việt Nam là cái đời đầu của con này khi về Việt Nam nó là Kia Forte. Đúng rồi. Rồi sau đấy là một loạt về Lacetti. Lacetti Daewoo ấy cũng là từ Hàn đấy. Rồi sau đấy là cùng thời đấy là có Mazda Đài Loan đấy nhỉ. Đấy, đổ bộ về thì cái câu chuyện thành công của người Hàn trong cái lĩnh vực công nghiệp ô tô phải nói là cực kỳ thần kỳ luôn, quá thần kỳ luôn. Về cái giá trị hình ảnh thì có thể nói là tương đối, đúng không? Bây giờ là nó sẽ thu hẹp khoảng cách lại. Thu hẹp khoảng cách. Khác biệt quá nhiều. Người Nhật bây giờ đang bị một cái như thế này là bị Hàn Quốc thốc phía sau. Sát rồi, nó sát rồi, bám sát. Họ muốn vươn lên người Đức thì thực sự nó là một cái khoảng cách rất lớn. Đúng rồi.
nó thật sự là vậy luôn, ngành công nghiệp ô tô của Đức. Về cái vấn đề thiết kế tiện nghi thì chúng ta trao đổi rồi, về cái cảm giác lái và độ an toàn thì ví dụ hai cái sản phẩm đặc trưng này nó có quá nhiều sự khác biệt không? Khác biệt ở đây mình phải nói là 16 110, chứ còn 19 110 thì thực sự nó thực ra là về cảm giác lái cho đến độ an toàn thì đúng như anh nói, nó là 19 110. Người thì sẽ bảo là tôi lái Mazda 3 nó đánh lái nó chính xác hơn. Người thì bảo là tôi lái Sento nó fail hơn, tức là nó bồng bềnh hơn. Thì bản thân em là người được lái hai con này quá nhiều và không biết bao nhiêu xe rồi, thì nếu mà để về độ bốc và độ vọt thì Sento nó mạnh hơn, bởi vì bản thân nó là hơn 125 mã, trong khi đấy con này là có 110 mấy mã thôi. Thì rõ ràng là cái độ nhạy chân ga của Sento là nó bốc hơn. Và Sento có một cái hay là nó có ba chế độ lái, ba chế độ lái khác nhau là Sport, Normal và Eco. Thì nếu mà anh đi trong sang chế độ Sport thì rõ ràng là Mazda 3 khi mà tăng tốc đề 3 thì sẽ hụt hơi hơn. Đấy, cái cảm giác lái thì sẽ mỗi người lại có một cảm nhận khác nhau. Theo em lái cả hai con thì nó sẽ là 19 110, mỗi con có một cái đặc trưng riêng. Mazda 3 thì nó sẽ chính xác hơn trong cái lúc cua hoặc là lúc bám cua, còn Sento thì đúng là nó sẽ có hơi sự bục mình hơn. Đấy, còn về cái an toàn, tính năng an toàn thì cả hai chiếc cũng đều đặt cái tiêu chí của người sử dụng lên an toàn là hàng đầu. Thì cái này có nghĩa là khi mà mình mua một chiếc xe cũ thì cái vấn đề an toàn, vấn đề những cái công nghệ khi mà lái xe thì cả hai chiếc nó sẽ là xem mà không có sự khác biệt quá lớn. Tức là về nhưng mà mình chạy cái Cerato này mình thấy một cái là hình như cái tua máy khi mà ở 100 km/h thông thường ở các giải tốc độ cao hơn ấy thì cái tua máy nó cao hơn một chút, đúng không ạ? Thì cái vấn đề về nhiên liệu thì hình như thằng Cerato này nó cũng có ăn hơn, tốn hơn. Chính xác, nếu mà anh đi về mức độ tiêu hao nhiên liệu thì Sky Active của Nhật nó là một cái công nghệ gì đấy rất tốt, anh đánh giá nó rất tốt trong cái vấn đề về tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ. Còn Sento thì nó sử dụng động cơ bao nhiêu đời nay rồi thì nó vẫn là động cơ này thôi, đúng thì rồi. Nó sẽ tốn xăng hơn, nó có biến thiên một chút hơn thôi. Nói chung là thực ra hai cái sản phẩm này nói về cảm giác lái thì có lẽ là khá là khó. Bởi vì nói thật ra mình cũng chạy cả hai khá nhiều rồi. Mình thấy là độ cách âm thì gọi là phải tốt như nhau. Mình ôn như nhau. Ôn như nhau thì đúng. Ôn như đấy. Rồi là lái rồi là vân vân, nó cũng về tương đối thôi, gọi là sướng như nhau. Mình gọi là từ sướng với cái giá trị như vậy thì với một cái giá hợp lý như vậy thì mình nghĩ mua một cái xe thiết kế đẹp như này, cả hai con đều đẹp, rồi những cái tiện ích của nó mang lại thì rõ ràng là khá ổn, đúng không? Ví dụ như con này nhá, mình thử kéo cái là vô là ghế nó tụt lùi này. Đấy là easy, là dễ dàng vào, dễ dàng ra đấy. Trong cái gói package hay là có vị trí nhớ ghế. Rồi cũng có drive mode mà thiết kế trên vô lăng là nó không bị trơn trụi trụi như xe của Toyota. Đúng rồi, và xe Nhật thì thường là cái nó rất là đơn giản hóa trong thiết kế. Rồi. Hướng tới sự bền bỉ và lâu dài. Thì xe Hàn thì là về hình ảnh. Đúng rồi, hình ảnh. Và sau 3 năm sử dụng thì em nhận thấy là cái vật liệu, cái chất liệu làm nội thất của xe Hạc không hề tồi một chút nào. Anh có thể thấy là sau 3 năm sử dụng thì chiếc xe này đã chạy 6 vạn và chiếc xe này mới chạy được có 2 vạn. Thì rõ ràng là một chiếc xe 6 vạn này, nếu mà đây, nói hơi ngoa... Đây là chiếc xe 6 vạn. Đúng rồi. Nếu mà nói hơi ngoa thì nó còn đẹp hơn chiếc xe 2 vạn của Mazda. Thực sự là cái yếu điểm của Mazda đó chính là cái nội thất họ làm khá là gọi là vật liệu gọi là sau mấy năm sử dụng khá là xuống nhanh. Mình nghĩ đấy là câu chuyện về giá thành, về giá. Đúng rồi. Tối ưu về giá thì đương nhiên rồi. Thì đấy thì cái anh có thể thấy là sau 3 năm sử dụng chiếc xe này đã chạy được 6 vạn km thì cái những cái ghế da vô lăng cần số rồi những cái chi tiết nhựa. Ngày xưa mua xe Hàn người ta sợ đi vài năm sử dụng là cái xuống. Chi tiết nhựa nó xuống. Xuống xuống. Sento thì nó không. Em đánh giá rất cao về cái các cái nội thất của Sento là. Đây, các bạn có thể quan sát luôn cái đây, xe này mới chạy mấy vạn? Con này là chạy 2 vạn. Thực ra Mazda thì khi anh chạy 2 vạn thì ghế nó đã bắt đầu có dấu hiệu là bị nhăn và kém đi rồi. Đấy là cái yếu điểm của Mazda, kể cả Mazda 6 hay là CX-5 hay là Mazda 3. Thì cái này là em nghĩ trong thời gian tới thì Mazda cần khắc phục để mình giành lại những cái... Mà cái Mazda 6 ngày xưa chạy đầy đường bây giờ biến đâu hết nhỉ? Ít lắm nhá, ngày xưa đi đậu gặp Mazda 6. Đúng rồi, Mazda 6 thành công, khá là thành công trong thời điểm 2014, 2015, 2016. Đến bây giờ thì mọi người, đúng là như anh nói đấy, không hiểu nó... Nó dồn đi đâu ấy, rất nhanh luôn.
Đấy. Thị trường thanh khoản của Mazda 6 bây giờ cũng không cao. Không cao. Dạ vâng. Xe Nhật đấy, một chiếc xe Nhật. Một chiếc xe Nhật. Tức là cũng phải tùy vào model nữa, nhưng về cơ bản cái khoảng cách giữa xe Nhật và xe Hàn thì là nó đã thu hẹp khá nhiều rồi, nếu như xét về các cái sản phẩm nằm trong cùng một cái mức giá rồi platform rồi cái nhu cầu, đúng không? Đúng rồi. Rất tiếc ở đây không có chiếc Hyundai Elantra. Đúng rồi. Elantra này, Cerato này hay Mazda 3 là một cái câu hỏi mình nhận được rất nhiều, là nên chọn mẫu xe nào. Thực ra sẽ không có một cái mẫu xe nào nó chiếm điểm 10 tuyệt đối cả. Đúng rồi. Đấy, nó rất là khó. Đúng rồi, rất tiếc là không có Elantra để cho mọi người so sánh. Bởi vì nó cũng là một chiếc xe Hàn và nó, nếu mà để đánh giá về cảm giác lái và cảm giác cách âm và quá trình sử dụng thì em đánh giá rất cao Elantra. Về cái chi phí sử dụng, về chi phí sử dụng như nhiên liệu, bảo dưỡng, sửa chữa, dịch vụ, thay thế phụ tùng, thì giữa cái khoảng cách giữa cái xe Nhật và xe Hàn bây giờ, cụ thể là hai cái dòng xe này thì nó có khác nhiều không? Nó rẻ anh ạ. Thực sự là cả hai rẻ. Đồ của Mazda hay đồ của Kia thì đều rất là rẻ và rất là có sẵn. Đấy là cái ưu thế mà khi mà mọi người chọn mua, đó chính là chi phí bảo hành, chi phí bảo dưỡng hàng năm rẻ. Anh rất là đơn giản đấy, những chiếc xe đi từ 2 cho đến 5 vạn anh chỉ việc mỗi là thay dầu, thay lọc, vệ sinh kim phun nọ hút để cho chiếc xe được sử dụng tốt hơn. Rồi những cái chi tiết nhỏ nhỏ gần đấy là rất là rẻ, và mỗi lần anh vào hãng anh thay dầu nó chỉ có vài trăm ngàn thôi. Vài trăm ngàn thôi đúng không? Rất rẻ. Nếu mà nói vui là nhiều khi sửa đồ của ô tô còn rẻ hơn SH nhập. Rẻ hơn đấy. Rẻ hơn đấy. Rẻ hơn đấy. Chính xác. Nhiều một cái lốp của SH đắt mà. Đúng rồi, rẻ hơn cả chơi phân khối lớn luôn. Khi mà vui cười là đi ô tô cái là cái chi phí của Kia hay của Mazda thì nó chi phí rất qua mấy năm, qua 3 năm sử dụng thì nó rất là rẻ. Và những cái này anh có thể làm hoàn toàn ở trong hãng được để được hưởng cái chính sách cũng như là cái bảo hành. Nói chung là có đủ tiền thì cứ mua những cái dòng này mà đi, đúng không? Có đủ tiền chứ. Đưa tiền cũng gọi là thực dụng, chiếc xe rất thực dụng. Đúng rồi. Và cái sau 3 năm sử dụng anh bán đi nó cũng rất là dự giá. Thế đấy, cái câu chuyện là sau 3 năm sử dụng thì nó nằm ở cái vấn đề là giá trị bán lại của các cái dòng xe này. Thì bây giờ nó có nó như thế nào ấy, khoảng cách nó như thế nào? Vâng. Cái sau 3 năm sử dụng thì có thể thấy là Cerato nó được mệnh danh là thánh giữ giá đấy. Thánh giữ giá cả. Bây giờ thì có nghĩa là sau Toyota Cerato này có vẻ như đã được nhận được chiếc phong thánh về giữ giá. Đúng rồi, chính xác đấy. Nếu mà có khi bây giờ Vios còn mất giá hơn Cerato. Thật luôn. Cerato ví dụ thời điểm đây là 2016 thì cái chiếc xe này đang được bán lại đâu đó loanh quanh khoảng tầm 500 bậc. 570. 1.6. 1.6 2016. 2016. Thì rõ ràng là cái giá này so với giá năm ngoái thì nó gần như là không mất giá nhiều. Bởi vì thời điểm năm 2016 anh bỏ là 600 đâu đó là 600 650 mua không đến đâu. Em nhớ 630 con này 630. Cái lúc mà thời điểm 2018 họ đẩy hàng đi để chuẩn bị về con mới ấy, thì phiên bản 1.6 anh mua là có 590 triệu. Rồi thì cả đăng ký vào là mất khoảng 100 nữa là 609. Thì đến bây giờ nếu mà anh mua phiên bản 2018 đời cuối chót đấy thì chắc chắn nó vẫn phải là hơn 600, cứ cho là phải là 600 2018. Thì rõ ràng một chiếc xe 2016 và một chiếc xe 2018 thì nó lệch nhau có đâu đó khoảng mấy chục triệu, bốn chục triệu. Thì rõ ràng đấy là cái sự giữ giá của Cerato khá là lớn. Còn Mazda 3 thì thời điểm 2016 anh mua là 650 triệu, chưa đăng ký, 656 chưa đăng ký, cả đăng ký vào 100 nữa là 756. Thì đến bây giờ anh bán lại 2016 thì nó cũng chỉ đâu được loanh quanh 57 58 bằng một chiếc Cerato. Thì rõ ràng là sau cái số tiền bỏ ra lớn hơn so với ban đầu, nhưng mà đến lúc bán đi thì Cerato nó lại giữ giá hơn. Đó. Rồi. Đấy, câu chuyện xe Hàn giữ giá hơn xe Nhật là có thật. Và cái mức giá của họ bây giờ là rất là cạnh tranh, mình nhìn cái mức giá là biết. Đúng rồi ạ. Khi mà sản phẩm mới ra bây giờ thì Cerato ra màu mới thì ngay có thể là 2019 này thì Mazda 3 cũng sẽ đáp trả một câu trả lời là có Mazda 3 mới 2019. Nhưng mà mình hỏi nhá, ví dụ như bây giờ mình thấy rất nhiều nơi ấy là mình muốn, ví dụ mình qua chỗ này mình chọn con Cerato này, đi khoảng một năm mình không thích nữa mình lại qua lại nhập lại lại đổi kiểu.
Vâng ạ. À, tức là sau một năm anh đi đổi xe. À, lại đổi bởi vì thì... là thông thường là ví dụ như chỉ bỏ thêm cứ mấy chục triệu thì lại có con xe mới. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đấy là câu hỏi cũng rất là hay và cũng nhiều người khi mà mua xe cũ người ta cân đối. Đó chính là đi sau một năm bán lại thì nó có giữ giá và sẽ bán không? Thì chiếc xe này bản thân em nhập lại là 545 triệu của khách. Và bây giờ mình chào ra cũng khoảng đâu đó 57 và bớt thì cũng khoảng là chốt giá khoảng 56 đến 565. Thì rõ ràng là đấy thì anh bán lại bây giờ khoảng tầm 54. Thì đến khoảng cuối năm anh bán lại thì nó cũng đâu đó chỉ khoảng 52 đến 53. Nó không mất quá nhiều đâu. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ là xe mới là 620 triệu cho đăng ký và anh đăng ký là 752. Thì rõ ràng là bỏ ra một con số 720 triệu và 506 thì nó là một con số gì đấy là rất đáng để mọi người cân nhắc, bởi vì khi mà mua hạng C là mọi người có sự cân nhắc rất lớn. Cái tầm tiền của mình nó cũng được gọi là tính từng chục một. Thì đấy, thì nếu mà những mọi người muốn mua sau một năm đổi thì có thể chọn ta lại có khái niệm là có vừa tiền thì mua xe vừa tiền đúng nhu cầu đấy. Thì sau một năm sử dụng thì thường là như năm vừa qua thì chiếc xe này nó chỉ lượng bay đâu đó khoảng tầm 20 nếu mà không bán cho thợ. Ý là anh mua của salon khoảng tầm 26, sao lại bán cho bán luôn cho người dùng. Còn chấp còn khi mà mọi người bán qua ra cho thợ thì chắc chắn là phải rẻ hơn là salon rồi, khoảng tầm 20 triệu. Nhưng mà nó nhanh, đúng rồi, nó cái gì đấy, nó cái nhanh. Gì nó cũng có cái công thức của nó mà. Thì nếu mà anh mua thì em đang đặt bài toán là ví dụ anh mua một chiếc xe tô 26 1.6 giá thời điểm 2018 anh mua đâu đó là khoảng tầm 58. Thì đến bây giờ anh bán đi lại nó vẫn được 56. Thì rõ ràng là mỗi một năm chi phí sử dụng nó chỉ khoảng hơn 20 triệu. Tóm lại là cái câu chuyện giữa xe Hàn, xe Nhật, rồi cái câu chuyện chủ đề hôm trước là xe Đức hay xe Nhật, nó là cái vấn đề muôn thuở, bởi vì bản chất các tất cả các thương hiệu bây giờ nó Hàn hay Nhật hay Hàn Quốc thì đều đang phát triển rất là tốt. Đúng rồi. Đều đang phát triển tốt. Tới là phục vụ người tiêu dùng được nhiều tiện ích, được nhiều cái tính năng nhất. Đúng rồi. Dự giá nhất. Rồi, giờ xin cảm ơn Kiên nhá. Anh em có câu hỏi gì thì cứ gửi đến cho tôi hoặc là cho Kiên sẽ chuyển qua. Số điện thoại thì của Kiên ghi ở dưới, địa chỉ tại 1B. Không PR, không quảng cáo gì đây, gì đâu. Các bạn có thể tư vấn miễn phí nhá. Vâng. Ok, thank you nhiều.